Cô chào các em. Hôm nay chúng ta cũng vẫn tiếp tục với chủ đề nước Đại Việt thời Trần. Với chủ đề nước Đại Việt thời Trần trong tiết này thì chúng ta sẽ hoàn tất cái nội dung cuối cùng của chủ đề, đó là phần 3 La Mã, sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần. Trong cái phần 3 La Mã của chủ đề, nó sẽ bao gồm hai nội dung, phần 1 nhỏ sự phát triển kinh tế và phần 2 nhỏ sự phát triển văn hóa. Trong phần 1 sự phát triển kinh tế thì cô sẽ có hai nội dung để trình bày, phần A nhỏ và phần B nhỏ. Phần A nhỏ sẽ nói về kinh tế của nước ta sau chiến tranh. Sau chiến tranh tức là sau cái cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ, quân Nguyên, là ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên đó. Rồi, phần B nhỏ thì sẽ nói về xã hội của nước ta ở thời Trần sau cái cuộc chiến tranh ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên đó. Rồi, cô cũng nhắc là khi các slide bài có hình cây viết đang quay vòng ở cái góc màn hình bên phải phía trên thì các em nhớ đó là cái slide bài ghi. Các em sẽ chép nội dung của cái slide đó vào trong tập để học. Và sau này chúng ta sẽ kiểm tra cuối kỳ với những cái nội dung trong cái phần bài học này. Cô nhắc lại là ở những cái slide là nội dung bài ghi thì sẽ có ký hiệu là hình cây viết ở trên góc phải phía trên của màn hình nha. Thì với cái phần 3 La Mã của chủ đề này thì kiến thức không khó nhưng nội dung thì khá dài. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về tình hình kinh tế của nước ta sau chiến tranh. Thì trong cái phần này cô chia ra 3 lĩnh vực: nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp. Nói về tình hình nông nghiệp, nông nghiệp được phục hồi và phát triển. Công cuộc khai khẩn đất hoang được đẩy mạnh, thành lập làng xã được mở rộng, đê điều được củng cố. Lúc này thì cái ruộng đất công làng xã chiếm phần lớn diện tích ruộng đất trong cả nước, và nó cũng là cái nguồn thu nhập chính của nhà nước, tức là cái nguồn thuế thu được trên cái ruộng đất công làng xã này là cái nguồn thu nhập chính của nhà nước. Ngoài ra còn có ruộng đất của quý tộc, vương hầu nhà Trần, đó là Điền Trang và Thái Ấp. Thì ở đây cô sẽ phân biệt cho các bạn tại sao ruộng đất của quý tộc, vương hầu mà có loại là Điền Trang và có loại là Thái Ấp. Thì Điền Trang á, tức là những cái đất mà quý tộc vương hầu nhà Trần đi khai khẩn đất hoang mà có, tức là chiêu tập dân nghèo đi khai phá đất hoang có được thì gọi là Điền Trang. Còn những cái đất, ruộng đất mà quý học vương tàu nhà Trần được vua ban tặng, được triều đình ban cấp cho thì cái ruộng đất mà được tặng, được cấp cho gọi là Thái Ấp. Và lúc này dưới thời Trần thì ruộng đất tư hữu của địa chủ ngày càng nhiều, tức là cái loại ruộng tư á, cái nó càng ngày nó càng nhiều lên, đặc biệt dưới thời Trần. Về lĩnh vực thủ công nghiệp thì thủ công nghiệp rất phát triển. Thủ công nghiệp thì chúng ta có hai loại hình: thủ công nghiệp nhà nước và thủ công nghiệp nhân dân, đúng không? Thủ công nghiệp là những cái thủ công nghiệp nhà nước là những cái xưởng thủ công do nhà nước thành lập, nhà nước quản lý, và những cái xưởng thủ công này cũng chỉ làm ra các sản phẩm để phục vụ cho nhà nước mà thôi, thì ta gọi là thủ công nghiệp nhà nước. Thủ công nghiệp nhà nước quản lý lúc này được mở rộng, nhiều ngành nghề khác nhau như là tráng men, làm gốm tráng men, dệt, đóng thuyền. Thủ công nghiệp trong nhân dân cũng phổ biến và phát triển, đặc biệt là nghề mộc, xây dựng, đúc đồng, rèn sắt, làm giấy. Có nhiều phường và nghề thủ công được thành lập. Các mặt hàng thủ công ngày càng tốt hơn, đẹp hơn do trình độ của người thợ thủ công ngày càng được nâng cao. Về lĩnh vực thương nghiệp, tức là buôn bán, thì việc trao đổi buôn bán trong và ngoài nước được đẩy mạnh. Trung tâm kinh tế thầm uất của cả nước, lớn nhất của cả nước lúc bấy giờ chính là Thăng Long. Việc trao đổi buôn bán với nước ngoài cũng được đẩy mạnh ở cái thương cảng Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Thì chỗ này cô có lưu ý một chút
là lúc này á, nước ta quy định là các thuyền buôn của nước ngoài đến buôn bán với nước ta chỉ được buôn bán ở những cái vùng biển phía xa, như là ở ngoài biển Vân Đồn thôi. Thì mục đích cũng chính là để bảo vệ an ninh quốc phòng, bảo vệ đất nước. Đây là hình ảnh để chúng ta biết thêm về nghề thủ công ở dưới thời Trần. Đây là cái thạp và chậu gốm hoa nâu thời Trần. Các em quan sát, các em thấy sản phẩm gốm thời Trần rất là đẹp, được tráng men làm cho cái sản phẩm nó được bền hơn, đẹp hơn. Và thay vì trước đây những cái sản phẩm gốm bình thường thì nay người ta trang trí thêm các họa tiết rất là đẹp mắt. Đây là nơi các thuyền buôn của nước ngoài sẽ đến buôn bán với Đại Việt, đó là thương cảng Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh. Rồi chúng ta sang phần B, nói về tình hình xã hội sau chiến tranh. Đây cũng là cái nội dung ghi bài, các em sẽ chép bài vào trong tập. Tình hình xã hội sau chiến tranh thì xã hội ngày càng phân hóa sâu sắc, gồm các tầng lớp. Tầng lớp thống trị gồm có vua, vương hầu, quý tộc, quan lại, có nhiều ruộng đất và có nhiều đặc quyền. Tầng lớp địa chủ giàu có, nhiều ruộng đất nhưng không có thuộc tầng lớp quý tộc. Có nghĩa là đây chỉ là cái tầng lớp nhà giàu thôi, chứ không có quyền lực như là vương hầu quý tộc. Tầng lớp bị trị thì gồm có thợ thủ công, thương nhân, nông dân, nô tỳ, và số lượng nô tỳ ngày càng đông hơn. Thì trong cái phần này người ta giải thích rõ hơn cho mình biết về mỗi cái tầng lớp trong xã hội. Nông dân là tầng lớp bị trị đông đảo nhất, nhiều năm mất mùa đói kém, nông dân phải bán ruộng đất và họ trở thành cái nông dân tá điền, phải lĩnh canh ruộng đất và nộp tô cho địa chủ. Cái nội dung này thì trong những cái bài cũ, nhất là ở bài chính khi học về xã hội thời Tiền Lê đó, thì cô có nói rồi. Nông dân thì có nông dân tự do và nông dân tá điền. Nông dân tự do là những người nông dân mà họ có ruộng đất để canh tác cày cấy, là cái ruộng mà họ được làng xã chia cho mình đó, chế độ quân điền đó. Còn những người nông dân mà họ không có ruộng, phải nhận ruộng của địa chủ để canh tác cày cấy và bị địa chủ bóc lột, nộp tô thuế cho địa chủ, thì đó là nông dân lĩnh canh hay còn gọi là tá điền. Thợ thủ công với thương nhân thì số lượng ngày càng đông hơn, chính là do sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán. Vì thợ thủ công là những người thợ làm ra các sản phẩm thủ công, thương nhân là những người làm nghề buôn bán. Thì thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển thì số lượng thợ thủ công và thương nhân sẽ ngày càng tăng. Nông nô, nô tỳ là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, họ bị lệ thuộc và bị bóc lột nặng nề. Và những cái nô tỳ mà được đưa vào trong sản xuất đó, làm sản xuất, thì không có còn gọi là nô tỳ nữa, mà mình gọi họ là nông nô, tức là nô tỳ mà được đưa vào sản xuất thì sẽ trở thành nông nô. Cô mời cả lớp ghi cái phần nội dung bài học này vào. Đây là cái sơ đồ cô cung cấp để cho các bạn có thể nắm rõ hơn về cái sự phân hóa xã hội thời Trần sau chiến tranh. Trong giai cấp thống trị thì mình có vua, vương hầu, quý tộc, số ít địa chủ. Giai cấp bị trị thì có nông dân, thợ thủ công, thương nhân, nông nô, nô tỳ, và thấp kém nhất trong xã hội chính là tầng lớp nô tỳ. Phần 2, sự phát triển văn hóa. Ở đây cô sẽ có 4 nội dung. Thứ nhất, cô sẽ nói về đời sống văn hóa, rồi sau đó cô sẽ nói đến các lĩnh vực còn lại như là văn học, khoa học kỹ thuật, vân vân. Về đời sống văn hóa thì các tín ngưỡng cổ truyền phổ biến trong nhân dân. Những tín ngưỡng cổ truyền đó là gì? Đó là tục lệ thờ cúng tổ tiên nè, thờ anh hùng dân tộc, những người có công với làng nước. Và lúc này đạo Phật cũng phát triển, mặc dù không bằng thời Lý nhưng chùa chiền cũng mọc lên khắp nơi, và trong nước cũng có nhiều người đi tu, chứng tỏ là đạo Phật phát triển. Nho giáo cũng phát triển mạnh do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị. Nói về nội dung và quan điểm của Nho giáo thì chúng ta cũng đã học cái nội dung này trong những cái bài cũ.
Thì với cái quan điểm là tam cương ngũ thường đó, thì nó phục vụ tốt cho cái việc củng cố cái quyền lực của giai cấp thống trị. Các hình thức xã hội văn hóa như là ca hát, nhảy múa, chèo tuồng, múa rối, đua thuyền thì lúc này dưới thời Trần rất phổ biến và phát triển. Mời cả lớp ghi bài phần phần A của hai nhỏ sự phát triển văn hóa vào tập nha. Phần B, đây cũng là nội dung bài học. Sau khi nghe giảng xong phần này thì các em cũng ghi chép nội dung bài vào tập. Chúng ta có văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm, đúng không? Chữ Hán là chữ viết mà ta đã vay mượn của Trung Quốc từ rất lâu đời. Còn chữ Nôm là chữ viết của dân tộc ta. Đó là chữ viết của do dân tộc ta phát minh ra, sáng tạo ra. Lúc này thì văn học chữ Hán chứa đựng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc sâu sắc và cũng phát triển mạnh. Văn học chữ Nôm thì bắt đầu có sự phát triển với những nhà thơ Nôm nổi tiếng của nước ta lúc bấy giờ như là Nguyễn Thuyên, Nguyễn Sĩ Cố, Hồ Quý Ly, vân vân. Như vậy mình có thể kết luận là văn học thời kỳ này phát triển mạnh, chứa đựng nhiều nội dung phong phú và làm rạng rỡ nền văn hóa Đại Việt. Về giáo dục và khoa học kỹ thuật thì ở đây cô sẽ phân chia ra thành nhiều nội dung: giáo dục nè, quân sự nè, y học nè, thiên văn học nè. Và trong cái phần C, giáo dục và khoa học kỹ thuật này thì theo hướng dẫn là cần phải chú ý và nhấn mạnh cái trọng tâm ở chỗ là có sự ra đời của cơ quan chuyên viết sử, đó là Quốc sử viện. Được chưa? Rồi bây giờ cô nói nội dung đầu tiên là giáo dục. Thì cái trường mà mình biết là đã được xây dựng dưới thời Lý, phải không? Một trong ba sự kiện giáo dục quan trọng dưới thời Lý đó là xây dựng Quốc Tử Giám đó. Thì bây giờ cái trường Quốc Tử Giám đó ngày càng được mở rộng. Và đồng thời trường học cũng được mở ra ngày càng nhiều. Các kỳ thi được tổ chức thường xuyên hơn để mà tuyển chọn nhân tài. Rồi, Quốc Sử Viện ra đời, đó là cái cơ quan chuyên viết sử do Lê Văn Hưu đứng đầu. Và lúc này Lê Văn Hưu đã biên soạn xong cái bộ Đại Việt Sử Ký, nó là bộ chính sử đầu tiên có giá trị của nước ta. Về quân sự thì có tác phẩm nổi tiếng của Trần Hưng Đạo, đó là tác phẩm Binh Thư Yếu Lược. Với cái tác phẩm Binh Thư Yếu Lược này, nó đã đánh dấu một cái bước tiến bộ mới về lý luận quân sự của nước ta. Về y học thì chúng ta biết đến tên tuổi của nhà thầy thuốc nổi tiếng chữa bệnh bằng cây thuốc nam, đó là nhà thuốc đó là người thầy thuốc Tuệ Tĩnh, không? Người thầy thuốc Tuệ Tĩnh đã có cái công trình nghiên cứu cây thuốc nam, tổng kết việc chữa bệnh bằng thuốc nam trong nhân dân. Về thiên văn học thì nước ta cũng đạt được nhiều cái thành tựu với nhà thiên văn học nổi tiếng là Đặng Lộ, Trần Nguyên Đán. Và nói về kỹ thuật thì cuối thế kỷ 14, Hồ Nguyên Trừng và các thợ thủ công của nước ta đã chế tạo được súng thần cơ và đóng được thuyền lớn. Ở đây là hình ảnh súng thần cơ, một trong những loại vũ khí do người thợ thủ công của nước ta chế tạo nên, và nó là một trong những loại vũ khí đáng tự hào của dân tộc ta trong cái thời kỳ lúc bấy giờ. Về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thì thời Trần có nhiều công trình kiến trúc có giá trị như là tháp Phổ Minh, thành Tây Đô, lăng mộ các vua và quý tộc, được trang trí với những hình rồng được khắc rất là trau chuốt và uy nghiêm. Nhìn chung thì nghệ thuật chạm khắc thời Trần vô cùng tinh tế, thể hiện cái sức sống mạnh mẽ. Các em ghi cái nội dung bài học này vào tập. Chúng ta xem thêm một vài hình ảnh. Đây là tháp Phổ Minh. Tháp Phổ Minh, một trong những nét đặc sắc của nền văn hóa Việt. Đây là di tích lăng nhà Trần tại Đông Triều, Quảng Ninh. Chúng ta thấy trên mái ngói là chạm khắc hình rồng, đúng không? Rồng thời Trần thì nó có những cái nét đặc sắc hơn so với hình ảnh rồng thời Lý.
Rồng thời Trần thì mình rồng có vảy ha, móng rồng, chân rồng có móng, rồi đầu có sừng, trông rất là mạnh mẽ và uy nghiêm hơn so với cái hình tượng rồng thời Lý. Cái phần Ba La Mã, kinh tế và văn hóa thời Trần này cũng là cái nội dung kết thúc chủ đề nước Đại Việt thời Trần của chúng ta. Cả lớp chú ý ghi chép bài đầy đủ, lắng nghe lời cô giảng để hiểu thêm về kiến thức cũng như là nội dung của bài học nha.